ngày 31 tháng 10, Công an quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh đang tạm giữ Đạt 29 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh, để điều tra làm rõ ràng về hành vi khống chế hai người trong căn hộ ở tòa nhà Lan Ma thuộc Vinamex Central 3 rồi chém trọng yêu đương một người. Theo điều tra, chiều 30 tháng 10, anh Tuấn tới trụ sở công ty của mình ở tòa nhà Lan Ma thuộc Vinamex Central 3, phường 22, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh với mục đích xin nghỉ việc. Công ty này do Đạt làm chủ. Khi tới nơi thì anh Tuấn gặp Đạt nói chuyện thì chủ doanh nghiệp có biểu hiện bất thường. Sau đó, Đạt đánh anh Tuấn và khống chế nhưng anh này thoát ra được bên ngoài. Lúc này, bên trong trụ sở còn có hai người khác. Anh Tuấn vội tới công an trình báo. Công an có mặt ở hiện trường thì Đạt không chịu ra ngoài mà dùng dao khống chế hai người khác bên trong. Trong lúc khống chế, chủ doanh nghiệp dùng dao chém một người bị yêu đương. Khoảng 21 giờ 30 cùng ngày, sau nhiều giờ thuyết phục bất thành, công an đã thi hành phá cửa xông vào khống chế Đạt. Đồng thời, công an giải cứu chiến thắng hai người, người bị yêu đương được đưa đi cấp cứu. Hiện công an đang kiểm tra chất ma túy với Đạt.